Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 177. Chương 1761, Linh Thác 2. Một chiếc xe nhỏ màu trắng đang lái về phía đám người. Chủ xe bất thình lình nhìn thấy phía trước xuất hiện một đám người, bất ngờ không kịp phòng bị, theo bản năng vội đánh tay lái. Nhưng ở trong chớp mắt, nhóm người này lại biến mất không thấy, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Chủ xe lại vội vàng chỉnh thẳng tay lái, xe hơi lệch sang trái mấy mét, nhanh chóng trở về quỹ đạo, bình an vô sự lái xe đi. Ven đường, ở dưới tinh huyễn thuật của Hồng Anh trưởng lão thêm vào, mọi người nhìn theo xe hơi màu trắng đi xa, Phó Thanh Huyền nói, giải tán đi, tôi cần trở lại kinh thành. Phó Thanh Dương, chuyện này cậu điều tra, tra xong rồi nói cho chị biết một tiếng. Phó Thanh Dương túm cánh tay chị gái, trả lại áo choàng cho tôi. Phó Thanh Huyên làm bộ chưa nghe thấy, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, về sau thập lão lại thẩm cậu, liên hệ chị là được, cậu là người Bạch Hổ binh chúng, không cần hỏa sư thô bỉ kia ra tay. Vâng biểu tỷ. Trương Nguyên Thanh đáp một tiếng. Phó Thanh Huyên nhìn hắn một cái, cậu tựa như biết không ít. Cô không nhiều lời, từ trong túi quần bò lấy ra điện thoại di động, mở ra dẫn đường, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, thản nhiên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, gửi ảnh cậu chụp cho chị. Bao gồm Phó Thanh Dương ở trong, mọi người đều biến sắc, ùn ùn hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn ném tới ánh mắt thầm chứa uy hiếp. Trương Nguyên Thanh mắt không nhìn nghiêng mở phần mềm, thêm bạn avatar tóc trắng, gửi tấm ảnh cùng ngủ chung trên chiếc giường lớn. Phó Thanh Huyên hài lòng gật đầu, sau đó mở ra dẫn đường, ở trong thanh âm nhẹ nhàng của giọng nữ điện tử lao lên trời xanh. Chuẩn bị xuất phát, toàn bộ hành trình 1268 km, ước chừng cần. Ngài đã vượt quá tốc độ, xin giảm tốc đi chậm, ngài đã vượt. Sa mạc Gobi, tổng bộ binh chủ giáo. Trong căn nhà một tầng đặt mẫu thần tử cung, thiên vương sợ hãi chợt đứng dậy, nhìn về phía khoang thịt, thở, dài nói, sống lại rồi. Xem ra chưa giết chết Phó Thanh Dương. Ngân Nguyệt Thiên Vương quay đầu nhìn, chỉ thấy đường nét một bàn tay chống lên màng thịt mặt ngoài khoang thịt. Ngay sau đó, một bóng người xé rách nhau thai, từ trong khoang thịt bò ra. Hắn tóc hoa râm, trải rộng nếp nhăn, nhưng thân thể cơ bắp no đủ, cao lớn. Vị lão nhân này sau khi bò ra, khoang thịt nhanh chóng khép lại, màng thịt chữa trị. Nhưng rất nhanh, bàn tay thứ hai chống căng lên màng thịt, lần này là một người trung niên. Sau người trung niên là một người phụ nữ trung niên dung mạo bình thường. Thiên vương sợ hãi búng vang ngón tay tách một cái, ba bộ quần áo trang trọng xuất hiện ở trên nóc khoang thịt, cười nói, quần áo đã chuẩn bị sẵn, ba vị, ở trần nói chuyện rất không tao nhã. Đại hộ pháp cầm quần áo lên, chậm rãi mặc vào, giọng khàn khàn, thân phận của ta bại lộ rồi, hành động thất bại. Ngân Nguyệt Thiên Vương cả giận nói, trước khi hành động, ngươi nói thủ lĩnh của các ngươi từng thôi diễn rất nhiều lần, lần này tất nhiên thành công. Thiên vương sợ hãi sờ sờ cái đinh bạc trên vành tai, tuy tính kế liên quan đến tầng cấp bán thần, thất bại là việc thường có, nhưng chúng ta cần thiết thảo luận một phen, thất bại ở khâu nào. Ma nhãn cứu ra chưa? Tam hộ pháp hỏi, hắn rất nhanh sẽ trở về binh chủ giáo. Thiên vương sợ hãi gật đầu. Ba vị hộ pháp ám dạ mân côi đồng loạt nhíu mày, đại hộ pháp giọng khàn khàn nói, ngươi cầm chân nguyên soái đủ lâu, khâu của ngươi không thành vấn đề, ma nhãn cũng kéo ra rồi. Xem ra khâu thất bại là Phó Thanh Huyên định vị được Quỷ Thành như thế nào. Quỷ Thành có thủ lĩnh thi triển bí ẩn che chở, cô ta không có khả năng tìm được. Nếu không biết, thiên vương sợ hãi nhún nhún vai, xem ra là vị môn chủ kia ra tay rồi, tất cả không biết nghi hoặc, đổ hết cho hắn là được. Vị kỳ thủ vô song thế gian kia, vị nhân vật chủ tu tinh thần kia, hắn bố cục, đánh cờ, vĩnh viễn là âm thầm diễn biến. Ngươi thậm chí cũng không cảm giác được hắn ra tay khi nào, hắn rốt cuộc có ra tay hay không. Hắn tựa như thần linh đứng ở chiều không gian cao hơn, quan sát thế gian vạn vật phát triển cùng diễn biến, ngẫu nhiên đẩy quân cờ một cái, ngươi cũng không cảm giác ra được điều gì khác thường. Có thể khiến thủ lĩnh ám dạ mân côi tính sai bố cục, vậy không cần nghĩ nữa, nhất định là vị kia ở trong bóng tối giở trò. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, ám dạ mân côi về sau phải đánh cờ ở ngoài sáng với quan phương rồi. Đại hộ pháp thở dài nói, phòng họp online. Đại trưởng lão tổng bộ đế hồng tự mình tham dự hội nghị, người tham dự có Hồng Anh trưởng lão, triệu trưởng lão của Thái Nhất Môn, Phó Thanh Dương,
Cầu trưởng lão của phân bộ Tùng Hải cùng với Cao Phong trưởng lão của phân bộ Hàng Thành. Chủ đề hội nghị lần này là một loạt sự kiện đêm qua xảy ra ở Tùng Hải, lấy cứu viện Ma Nhãn làm trung tâm. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1762, Linh Thác Bà. 11 giờ 5 phút đêm đó, Hoàng Sa Bách Chiến của phân bộ Tùng Hải trưởng lão nhận được phân bộ Bình Xuyên gọi điện cầu cứu, 11 giờ 14 phút. Nguyên soái tới ngục giam số 3 của thành phố Bình Xuyên, 11 giờ 17 phút. Tôi thu được cuộc điện thoại thần bí tự xưng cố nhân. Cầu trưởng lão giọng điệu trầm thấp báo cáo tình hình tối hôm qua, tập hợp toàn bộ chi tiết, khôi phục trở lại chân tướng. Bạn cũ của ông là tình huống thế nào vậy? Đế Hồng đại trưởng lão trầm giọng hỏi. Hắn là người tổ chức Tiêu Giao, một trong liệt dương song tử, ID Linh Cảnh Trương Thiên Sư, chủ nhân đời trước của vườn Bách Thú, tôi năm đó từng hướng tổng bộ báo bị. Cầu trưởng lão thản nhiên nói, hắn không phải đã chết sao? Đế Hồng Đại, trưởng lão nói, cho nên tôi mới bị dụ đi. Cầu trưởng lão thở dài một tiếng. Đế Hồng Đại trưởng lão không hỏi thêm nữa, chuyển sang nói, Triệu trưởng lão, Hồng Anh trưởng lão, Sơn Hà Vĩnh Tồn là chuyện thế nào? Trong tư liệu của Thái Nhất Môn viết, người này ở năm 1999 tiến vào phó bản, từ đó về sau mất tích, Thái Nhất Môn phán đoán người này đã trở về linh cảnh. Nhưng hắn vì sao đột nhiên xuất hiện, còn thành đại hộ pháp của ám dạ Mân Côi? Dấu hiệu microphone trên avatar của Triệu trưởng lão sáng lên, Sơn Hà Vĩnh Tồn quả thật đã trở về linh cảnh. Chính như trong cơ sở dữ liệu ghi lại, hắn ở mùa đông năm 1999 tiến vào phó bản, không có tin tức nữa. Loại này tình huống, chúng ta bình thường ngầm thừa nhận là trở về linh cảnh. Đây là hắn lúc tiến vào phó bản, từng hướng xích nhật hình quan báo bị, đây là phó bản hắn vào. Trong khung đối thoại tải lên một phần văn kiện, các trưởng lão đang muốn nhấn mở ra, liền nghe Phó Thanh Dương lạnh lùng ngắt lời, Triệu trưởng lão, công phu chuẩn bị Thái Nhất Môn làm không tệ. Câu này khiến các trưởng lão trong phòng họp giật mình, Phó Thanh Dương tựa như biết chút gì đó. Triệu trưởng lão trầm giọng nói, Phó trưởng lão có ý tứ gì? Microphone của avatar Phó Thanh Dương nhảy lên, một tuần trước, cơ sở dữ liệu Thái Nhất Môn, tin tức liên quan Sơn Hà Vĩnh Tồn là cha không có người này. Nhưng buổi chiều hôm nay, sau khi Hồng Anh trưởng lão báo cáo việc này, tư liệu Sơn Hà Vĩnh Tồn liền khôi phục, Triệu trưởng lão không nên giải thích một phen. Lời vừa nói ra, giọng điệu Đế Hồng đại trưởng lão nghiêm túc, Phó Thanh Dương, việc này thật sao? Phó Thanh Dương nhàn nhạt ừm một tiếng, cùng năm trở về linh cảnh, cùng bị lau đi tư liệu, còn có một người. Ai? Trong phòng hội nghị đồng thời vang lên vài tiếng truy hỏi. Phó Thanh Dương trầm giọng nói, con trai thứ 17 của Thái Nhất Môn Chủ, một trong ám ảnh song tử của tổ chức Tiêu Giao, Linh Thác. Trong phòng họp tràn ngập tĩnh mịch, thủ lĩnh ám dạ Mân Côi, có phải thập thất ca Linh Thác của tôi hay không? Kinh thành, dưới tàng cây hòe, Linh Quân nhìn chằm chằm Tôn trưởng lão trên xích đu, nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay nữ nguyên soái ở thành phố Kim Sơn chém đại hộ pháp ám dạ Mân Côi. Thì ra hắn chính là Sơn Hà Vĩnh Tồn của Thái Nhất Môn. Như vậy thủ lĩnh ám dạ Mân Côi có phải chính là Linh Thác hay không? Hắn từ chỗ Phó Thanh Dương cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được việc này. Suy đoán của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phó Thanh Dương là Linh Thác chính là thủ lĩnh ám dạ Mân Côi, Linh Thác và Sơn Hà Vĩnh Tồn cùng năm trở về linh cảnh. Cùng bị xóa đi tư liệu, lại cân nhắc đến cấp bậc thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi, vị thập thất ca kia hiểm nghi lớn nhất. Khó trách thành viên ám dạ Mân Côi trải rộng quan phương cùng linh cảnh thế gia. Đây vốn chính là tổ chức từ trong chúng ta phân liệt ra ngoài. Vì sao? Thập thất ca vì sao phải làm như vậy? Tôn trưởng lão, ông không giấu được nữa, nói cho tôi biết đi. Victoria lười biếng dựa vào trên thân cây, ngón tay kẹp một điếu thuốc phụ nữ, nhìn người đàn ông của mình hướng lão Tôn nổi giận. Chợt nghe thấy tin dữ, Linh Quân ngồi im ở trong phòng thật lâu, điều này dọa Victoria giật mình, ôm hắn vào lòng dịu dàng nói, cục cưng làm sao vậy? Cục cưng có việc gì nói với em? Nhưng cục cưng chưa nói, mà là trực tiếp dẫn cô tới chỗ ở của Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão nhắm mắt, lắc lư theo xích đu. Thật lâu sau, lão mở mắt ra, ánh mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, chậm rãi nói, cậu nghĩ không sai, thủ lĩnh ám dạ Mân Côi chính là Linh Thác, Sơn Hà Vĩnh Tồn là kẻ đi theo hắn.
Tôi cùng Sơn Hà Vĩnh Tồn là tri kỷ bạn tốt, tư tưởng cũng rất giống nhau. Thái Nhất Môn tước quyền lực của tôi là có lý do, bọn họ lo lắng tôi trở thành thành viên bí ẩn của ám dạ Mân Côi. Linh Quân lập tức siết chặt hai nắm tay, da mặt hung hăng run rẩy. Ám dạ Mân Côi làm những việc đó không tốt hơn tổ chức tà ác chỗ nào, mà ở trong ấn tượng của hắn, Thập Thất Ca là người anh trai ôn hòa, tràn ngập chính nghĩa, là đối tượng hắn hồi bé tôn sùng. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1763, Ngu Xuẩn 1. Hắn vì sao biến thành như vậy? Victoria nhíu mày nói, Linh Thác tuy không giống người đàn ông ổn trọng đáng dựa dẫm, nhưng một người lập chí muốn cứu vớt thế giới, sao có thể là người xấu chứ? Con người là sẽ thay đổi, ai có thể cam đoan mình cả đời chỉ làm người tốt? Một chúa tể đỉnh phong, mỗi ngày ồn ào cứu vớt thế giới, bản thân cái này chính là một chuyện rất đáng sợ. Tôn trưởng lão thản nhiên nói, đáng sợ. Victoria nhíu mày. Tôn trưởng lão bật cười một tiếng, người cố chấp chẳng lẽ không đáng sợ? Lão theo xích đu đong đưa, ở trong tiếng kẽo kẹt, đong đưa tan đi thần thái trong mắt. Tôn trưởng lão nhìn bầu trời, ánh mắt mất đi tiêu cự, lâm vào hồi ức xa xưa, ở trong trưởng lão của Thái Nhất Môn, Sơn Hà Vĩnh Tồn quan hệ với Linh Thác tốt nhất. Hắn là linh cảnh hành giả những năm cuối dân quốc, sinh ra ở niên đại chiến tranh nước mất nhà tan, cho nên cực kỳ thưởng thức đối với bộ tư tưởng cứu vớt thế giới kia của Linh Thác. Nhưng ở trong mắt trưởng lão khác, vị thập thất công tử này liền tỏ ra có chút trẻ trâu. Lúc ấy còn chưa có trẻ trâu từ này, tuy thiên phú tuyệt hảo, nhưng thân là con trai của môn chủ, tác phong như thế thật sự không đủ trầm ổn, tỏ ra khó gánh vác trách nhiệm lớn, quản lý một tổ chức chính phủ, không giống với đánh đánh giết giết. Chẳng qua trọng tâm của Linh Thác cũng không ở Thái Nhất Môn, hắn bí mật gia nhập một tổ chức tên là Tiêu Dao, trở thành một trong ám ảnh, song tử, cùng bốn người bạn gọi là cùng chung chí hướng săn giết nghề nghiệp tà ác, duy trì thế giới hòa bình. Môn đồ Thái Nhất Môn là cấm đoán gia nhập tổ chức khác, nhưng bốn người trẻ tuổi hiệu suất làm việc cũng không tệ, chúng tôi liền vẫn luôn giả bộ không biết chuyện này. Đương nhiên, phản đối cũng vô dụng, tổ đội bốn tiểu tử kia có thể khiêu chiến chúng tôi một đám lão già này. Thẳng đến một năm đó, tổ chức Tiêu Dao cùng tiền nhiệm nguyên soái tham dự tranh đoạt La Bàn Quang Minh, nguyên soái ngã xuống, tổ chức Tiêu Dao mang đi mảnh vỡ trung tâm quan trọng nhất. Sau đó, môn chủ yêu cầu hắn giao ra mảnh vỡ trung tâm, Linh Thác từ chối, vì thế còn đánh nhau to với môn chủ, tranh chấp tan rã trong không vui. Linh Quân thốt ra, hắn một chúa tể đỉnh phong dựa vào cái gì đánh nhau to với loại đại lão kia. Tôn trưởng lão lắc đầu, có lẽ là vì mảnh vỡ trung tâm không ở trên người hắn đi, môn chủ chưa làm khó hắn. Nhưng từ đó về sau, Linh Thác liền rất ít về Thái Nhất Môn. Năm sau, cũng chính là năm 1999, đột nhiên có một ngày, Sơn Hà Vĩnh Tồn nói cho tôi biết, Linh Thác muốn làm một việc lớn. Nếu chuyện đó thành công, có thể cởi bỏ bí mật linh cảnh, cởi bỏ chân tướng người tu hành cổ đại chết sạch. Linh cảnh hành giả có thể thoát khỏi vận mệnh diệt vong. Bí mật của linh cảnh là cái gì? Victoria dập tắt tàn thuốc, thẳng người lên. Xích đu đung đưa kẽo kẹt, tôn trưởng lão nói, không biết, bởi vì Linh Thác không còn trở về, hắn đã chết, môn chủ là nói như vậy. Sau đó nữa, xích nhật hình quan xóa đi tư liệu của Linh Thác. Sơn Hà Vĩnh Tồn vì thế tinh thần sa sút một đoạn thời gian, nhưng nửa năm sau, hắn đột nhiên tìm tới tôi, nói một đoạn lời khó hiểu. Nói tới đây, lão dừng lại, trong ánh mắt toát ra hoang mang cùng khó hiểu, thời gian cách nhiều năm, tựa như những lời đó vẫn như cũ là bí ẩn trong lòng lão. Linh Quân và Victoria đều chưa truy hỏi, trầm mặc nhìn lão. Tôn trưởng lão chậm rãi nói, hắn nói, hợp pháp chung cuộc là sụp đổ, là hủy diệt, là lạnh như băng, tất cả đều sai rồi, trận doanh tà ác mới là hợp pháp thật sự. Nay trận doanh hợp pháp đang nghịch thiên mà làm. Hắn mời tôi thoát ly Thái Nhất Môn, thành lập một tổ chức mới, tên là Ám Dạ Mân Côi. Tà ác mới là hợp pháp, mà trận doanh hợp pháp thật ra là tà ác. Linh Quân và Victoria kinh ngạc nhìn nhau. Linh Quân lẩm bẩm nói, hắn điên rồi à? Đây vốn là một câu lẩm bẩm, tôn trưởng lão lại bất ngờ gật đầu. Đúng vậy, hắn điên rồi, trạng thái tinh thần của hắn rất không thích hợp, cho nên tôi chưa đáp ứng hắn. Tôi lúc ấy muốn thông báo đại trưởng lão, nhưng hắn đột nhiên nổi điên,
đại chiến một trận với tôi, đứa nhỏ tôi nhận nuôi. Tôn trưởng lão nghiêng đầu, nhìn về phía cây hòe, trong mắt hiện lên sự áy náy, chính là lúc ấy bị chết cháy. Cành lá cây hòe không có gió vẫn tự lay động, nhẹ nhàng lay động, như là đang an ủi lão. Tôn trưởng lão thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, tôi không phải đối thủ của hắn, chưa thể lưu lại, hắn rời khỏi Thái Nhất Môn, từ đó về sau không xuất hiện nữa. Đại trưởng lão Xích Nhật Hình Quan xóa đi tư liệu của hắn, tuyên bố với bên ngoài Sơn Hà Vĩnh Tồn đã trở về linh cảnh. 2 năm sau, Sở Gia bị binh chủ giáo cùng ám dạ Mân Côi diệt môn, đạo cụ loại quy tắc mẫu thần tử cung mất đi. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1764, Ngu Xuẩn 2. Linh Quân suy sụp mà đứng, lẩm bẩm, thập thất ca, không, Linh Thác chính là khi đó sống lại. Hắn cùng sở thượng của Sở Gia tình như tay chân, muốn dùng đạo cụ loại quy tắc, căn bản không cần diệt môn, cái này nói không thông. Cái đó hoàn toàn không giống với hắn nghĩ. Ở trong chuyện cũ, này, thập thất ca nên là hình tượng chính diện, phụ thân ngựa giống mới là đại nhân vật phản diện mới đúng. Linh Quân tựa như nhớ tới cái gì, chợt nhìn về phía tôn trưởng lão, ánh mắt sắc bén, không đúng, lần trước tôi từng hỏi ông, có phải ông ấy giết Linh Thác hay không, ông đã ngầm thừa nhận. Tôn trưởng lão thản nhiên nói, đó chỉ là không muốn cậu điều tra tiếp mà thôi, cậu chẳng lẽ còn chưa phát hiện sao, sau lưng câu chuyện xưa này sương mù trùng trùng. Victoria ừm một tiếng, nhìn về phía người tình trẻ của mình, môn chủ quan niệm huyết thống mỏng manh, cũng không phải người cưng chiều con cái. Hắn muốn mảnh vỡ trung tâm La Bàn Quang Minh thì nhất định sẽ đạt được, làm sao nói tha Linh Thác là tha. Điều kiện sử dụng mẫu thần tử cung là chuẩn bị sẵn túi máu cùng người có quan hệ huyết thống, Linh Thác tựa như biết mình sẽ chết. Chính như cậu nói, Linh Thác cùng sở thượng là đồng bạn so với anh em ruột còn thân hơn, hắn cần mẫu thần tử cung sống lại, nào cần diệt môn. Sơn Hà Vĩnh Tồn là nổi điên như thế nào? Ai nói cho hắn những tin tức đảo điên đúng sai đó? Những thứ này đều là điểm đáng ngờ, chúng ta không thể xác định môn chủ ở bên trong sắm vai nhân vật thế nào. Tôn trưởng lão không cho cậu điều tra là đúng. Linh Quân vẻ mặt đờ đẫn, đứng ngẩn người. Cho nên, Linh Thác chính là thủ lĩnh ám dạ Mân Côi. Giọng Đế Hồng đại trưởng lão trầm trọng trước nay chưa từng có, khó trách, đột nhiên toát ra một cái ám dạ Mân Côi. Thủ lĩnh là thần dạ du cấp bậc cao, trừ Thái Nhất Môn các người nội bộ phân liệt, còn có thể từ đâu ra. Giọng điệu tuy trầm trọng nhưng không quá mức rung động hoặc kinh ngạc. Hiển nhiên, thân là đại trưởng lão ngũ hành minh, hắn không phải chưa từng cân nhắc khả năng này. Nay chỉ là khẳng định mà thôi. Cầu trưởng lão cảm khái nói, trước khi Sở Gia diệt môn, ám dạ Mân Côi không có thủ lĩnh. Đến ngày nay, tôi rốt cuộc biết ý tứ câu này của Ma Nhãn. Chuyện này Thái Nhất Môn phải chịu trách nhiệm. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói. Chịu trách nhiệm như thế nào, nếu là bắt Linh Thác, như vậy chúng tôi mấy năm nay vẫn luôn đang làm. Triệu trưởng lão thản nhiên nói. Nói rõ ràng sự tình đi. Đế Hồng đại trưởng lão nói, trong nội dung ông vừa rồi kể có rất nhiều điểm đáng ngờ. Linh Thác chết như thế nào? Sơn Hà Vĩnh Tồn vì sao phản bội rời khỏi Thái Nhất Môn? Các người vì sao tước quyền lực tôn trưởng lão? Đối mặt đại trưởng lão ngũ hành minh chất vấn, microphone trên avatar triệu trưởng lão nhảy lên, giọng điệu lạnh nhạt, có một số việc chúng tôi cũng không thể hiểu hết. Có một số việc, chỉ có môn chủ mới biết. Chuyện bán thần không muốn nói, không ai có thể cưỡng cầu. Trên thực tế, hội nghị hôm nay không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ là đã biết thân phận chân thật của kẻ địch mà thôi. Nhưng thủ lĩnh ám dạ Mân Côi là ai rất quan trọng sao? Điều tra rõ thân phận, nắm giữ chi tiết vụ án, sau đó truy bắt hắn quy án. Chúng ta tuy là chấp pháp giả, nhưng chúng ta không phải nhân viên trị an. Chúng ta là linh cảnh hành giả. Đại bộ phận thời điểm, đối mặt kẻ địch, đối mặt tà ác, chúng ta không cần chứng cứ cùng lý do, tiêu diệt là được. Các người chỉ cần biết Linh Thác đã thành kẻ sa ngã, đã phản bội trận doanh, vậy là đủ rồi. Thân phận không quan trọng, cho dù thân phận chân thật của hắn thật ra là một con chó, hắn cũng là bán thần, là kẻ địch đáng sợ, là tồn tại có thể chống lại môn chủ, năm vị minh chủ. Đối kháng với ám dạ Mân Côi vẫn phải tiếp tục, sẽ không bởi vì thân phận thủ lĩnh mà xảy ra bất cứ thay đổi gì. Cũng sẽ không bởi vì đã biết thân phận thủ lĩnh tổ chức bí ẩn, liền có thể chốc nã hắn.
Phó Thanh Dương cười lạnh nói, đừng trộm đổi khái niệm, mặc kệ ở bất cứ thời điểm nào, tình báo vĩnh viễn là quan trọng nhất. Thái, nhất môn cái gì cũng không chịu nói, lại trông cậy vào ngũ hành minh chùi đít thay các người. Triệu trưởng lão cũng vô cùng cứng rắn, đầu tiên, đừng nói các người chùi đít thay Thái nhất môn, trở về hỏi các minh chủ một chút, vì sao thủ lĩnh ám dạ Mân Côi chưa từng hiện thân. Tiếp theo, các người không đối phó ám dạ Mân Côi, nó sẽ không sẽ ăn mòn ngũ hành minh. Tôi vừa rồi nói, thứ các bán thần không muốn nói, không thể cưỡng cầu. Thực cho rằng năm vị minh chủ cái gì cũng không biết sao, nhiều nhất là không rõ linh thác mà thôi, nhưng các minh chủ để ý thủ lĩnh ám dạ Mân Côi là linh thác hay là chó. Phòng họp trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1765, Ngu Xuẩn 3. Cầu trưởng lão ho khan một tiếng, nếu là linh thác, tất cả liền chân tướng rõ ràng, tôi sở dĩ bị dẫn đi, trừ cuộc điện thoại kia, còn có chữ viết Trương Thiên Sư lưu lại. Linh thác là một trong ám ảnh song tử, hắn nhất định quen thuộc chữ viết của Trương Thiên Sư. Nhưng, lúc này đã không ai để ý việc nhỏ này nữa, hoặc là nói, mọi người cũng tán đồng ý kiến này, cảm thấy không cần thiết thảo luận. Đế Hồng đại trưởng lão giọng điệu lạnh nhạt, tan họp đi. Trong thư phòng lớn của biệt thự Vịnh Phó Gia, sự tình đã điều tra xong, thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi là linh thác con trai thứ 17 của môn chủ Thái Nhất Môn, biết cậu lười xem tư liệu, hắn là người tổ chức tiêu giao. Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm kể lại tin tức, hắn kể rất chi tiết, rất nghiêm túc. Nhưng trong miệng cô gái đầu kia điện thoại ừ không ngừng, tràn đầy sự lấy lệ. Chị có nghiêm túc nghe tôi nói chuyện không? Thì ra là linh thác à, vậy chị hiểu rồi. Chị hiểu cái gì? Những lời đó của Sơn Hà Vĩnh Tồn là có ý tứ gì? Chị hiểu biết, đối với linh thác, không, thủ lĩnh ám dạ Mân Côi bao nhiêu? Phó Thanh Dương nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng vang khẽ vuốt ve vải dệt. Chuyện bán thần ít hỏi, cậu chưa có tư cách biết. Phó Thanh Huyên đại bộ phận thời điểm đều là tính tình thối này. Không đợi Phó Thanh Dương nói chuyện, cô vui vẻ nói, thật sự là món bảo bối tốt. Nó có thể tăng phúc toàn bộ kỹ năng dưới bán thần của chị, bao gồm bị động, chiến lực của chị ít nhất tăng lên 2 thành. Khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương bắt đầu hung hăng giật giật. Tựa như thấy vợ cùng người tình trước mặt hắn khoe ân ái. Tôi nhiều nhất cho chị chơi vài ngày. Mùa xuân, mùa hè, mùa thu cùng mùa đông. Phó Thanh Huyên, Tiền công tử nổi trận lôi đình, rốt cuộc không nhịn được nữa. Cậu sau khi tấn thăng chúa tể cũng chưa vào phó bản cấp 7 cũng không khả năng tiếp xúc đến loại đạo cụ cực phẩm này, ai đưa cho cậu? Phó Thanh Huyên tò mò nói. Phó Thanh Dương không để ý tới. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn à? Trong giọng nói lạnh nhạt của Phó Thanh Huyên mang theo ý cười, chị lúc ở Quỷ Thành đã nhìn ra. Chậc chậc, cậu tốn bao nhiêu tiền mua từ chỗ hắn, bán gấp đôi cho chị đi. Tặng cho. Nữ nguyên soái đầu kia điện thoại ngẩn ra một phen, thời gian rất dài chưa nói chuyện. Sau một hồi, cô nghiêm mặt nói, tình nghĩa của hai cậu thâm hậu hơn chị tưởng tượng, chị nghiên cứu một tuần sau đó trả lại cậu. Nguyên Thủy Thiên Tôn tương lai có thể trở thành phụ tá đắc lực của cậu, có thể phó thác sinh mệnh. Chị đang dạy tôi làm việc. Tiền công tử kiêu căng như cũ, tắt máy. Đinh, điện thoại di động vang một tiếng. Màn hình hiện tin là Phó Thanh Huyên gửi đến. Tiền công tử nhấn vào xem, biến sắc hẳn. Phó Thanh Huyên, cái avatar này không tệ. Avatar từ người đẹp tóc trắng biến thành ngủ chung giường lớn. Phó Thanh Dương, đổi lại avatar. Phó Thanh Huyên, cậu đang dạy chị làm việc. Phó Thanh Dương, áo choàng nhiều hơn một tuần. Nguyên soái yên lặng đổi lại avatar. Hoàng hôn, Phó Thanh Dương ngồi ở sau bàn, Trương Nguyên Thanh đứng ở trước bàn, ánh mắt hai người nhìn chằm chằm điện thoại di động trên mặt bàn, màn hình biểu hiện người gọi Linh Quân. Tình báo tôi tìm hiểu ra chỉ những thứ này, sau lưng việc này đủ loại điểm đáng ngờ, Tôn trưởng lão cũng không quá rõ, Victoria cho rằng ông ấy là không rõ. Giọng điệu Linh Quân có chút ủ rột. Chuyện này đối với hắn mà nói đả kích cực lớn. Phó Thanh Dương, kết quả hội nghị thế nào? Cậu có cái gì muốn bổ sung? Linh Quân hỏi. Thứ tôi biết thậm chí không chi tiết bằng cậu. Phó Thanh Dương giọng điệu lạnh lùng. Triệu trưởng lão từ chối lộ ra bất cứ tình báo nào. Hắn là chúa tể đỉnh phong, biết sẽ nhiều hơn so với Tôn trưởng lão. Chẳng qua kết hợp tin tức của cậu,
tôi cho rằng ông ta cũng chưa chắc biết mọi thứ sau lưng. Tà ác mới là hợp pháp, rất điên cuồng nha. Linh Thác lúc ấy đã chết, những tin tức đảo điên tam quan này là ai nói cho Sơn Hà Vĩnh Tồn? Trương Nguyên Thanh thấp giọng cảm khái, ý của cậu là ngựa giống ở phía sau màn chủ đạo tất cả cái này. Linh Quân là người thông minh, lập tức hiểu ý. Ai biết được, trước dứt bỏ lão cha ngựa giống đó của anh, để chúng ta làm rõ lại một phen tình hình sự việc. Hai tay Trương Nguyên Thanh chống lên mặt bàn, nhìn chằm chằm điện thoại di động, nói, sau khi trận chiến tranh đoạt La Bàn Quang Minh kết thúc, Tiêu Giao Tứ Tử vốn cách chân tướng linh cảnh rất gần từ trong mảnh vỡ trung tâm đạt được dẫn dắt thật lớn, vì thế quyết định làm một việc lớn, rất có thể là hoàn toàn phá giải bí mật linh cảnh. Bọn họ biết rõ lần này đi sẽ có nguy hiểm tính mạng, vì thế chuẩn bị trước túi máu cùng người có quan hệ huyết thống, dùng cho sống lại. Linh Quân lập tức ngắt lời, đợi chút, lợi dụng người có quan hệ huyết thống sống lại, cái này nghe qua chính là việc nhân vật phản diện. Làm, chẳng lẽ tổ chức Tiêu Giao ở lúc ấy đã điên tập thể? Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1766, lại tới vườn bách thú 1. Phó Thanh Dương cũng ngắt lời hắn, khuỷu tay chống mặt bàn, 10 ngón tay giao nhau, nói không nhất định cần người có quan hệ huyết thống. Cũng có thể là thân thể sao chép, sở thượng là ti mệnh, phục chế một thân thể sao chép với hắn mà nói không khó. Hắn thậm chí có thể cho Tiêu Giao Tam Tử sinh ra người có quan hệ huyết thống. Trương Nguyên Thanh theo bản năng che bụng, lại buông ra, tiếp tục nói, trong sự kiện đó, Linh Thác đã chết, không biết vì sao, Tiêu Giao Tam Tử chưa lựa chọn hồi sinh Linh Thác, khiến người ủng hộ Linh Thác, cũng chính là Sơn Hà Vĩnh Tồn không thể không đầu nhập vào binh chủ giáo, liên thủ diệt Sở gia, hồi sinh Linh Thác. Tiêu Giao Tam Tử vì sao không hồi sinh Linh Thác? Linh Quân hỏi ngược lại. Trương Nguyên Thanh nói, không biết, đây là bí ẩn trung tâm nhất, không biết năm đó đã xảy ra cái gì, liền vĩnh viễn không thể làm rõ. Cái này không có cách nào điều tra nha. Linh Quân thở dài nói. Lão đại cảm thấy thế nào? Trương Nguyên Thanh nâng ánh mắt nhìn về phía Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương mặt lạnh, không để ý đến hắn. Lão đại, anh đột nhiên trở nên lạnh nhạt đối với tôi rồi. Phó Thanh Dương cười lạnh một tiếng, cậu tốt nhất cầu nguyện Phó Thanh Huyên đừng gửi loạn tấm ảnh kia. Ảnh nào? Linh Quân đầu kia điện thoại tò mò nói. Nhưng Trương Nguyên Thanh và Phó Thanh Dương đều không thèm để ý hắn. Phó Thanh Dương buông khuỷu tay, giao sức nặng thân thể cho ghế dựa, nâng ngón tay khẽ gõ mặt bàn, chậm rãi nói, muốn làm rõ chuyện xảy ra năm đó, tự nhiên phải hỏi người biết tình huống năm đó. Có một người, không, có một món đồ có lẽ biết. Cái gì vậy? Linh Quân hỏi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh khẽ động, liền nghe Phó Thanh Dương trầm giọng nói, vườn bách thú. Căn cứ tin tức cầu trưởng lão ở trên hội nghị nói ra, chủ nhân tiền nhiệm của vườn bách thú là Trương Thiên Sư, một trong liệt dương song tử của tổ chức Tiêu Giao, về sau tặng cho cầu trưởng lão. Sau khi hội nghị kết thúc, tôi tra xét tư liệu, phát hiện thời gian cầu trưởng lão hướng tổng bộ báo bị là ngày 12 tháng 10 năm 2000, mà Linh Thác chết ở năm 1999. Cũng chính là nói, Trương Thiên Sư là ở sau sự kiện đó tặng vườn bách thú cho cầu trưởng lão. Đạo cụ là đồng bạn thân mật nhất của linh cảnh hành giả, đạo cụ có được khí linh, biết mọi thứ của chủ nhân. Nó có lẽ biết chuyện năm đó. Tinh thần Linh Quân rung lên, để cầu trưởng lão câu thông với khí linh. Phó Thanh Dương khẽ lắc đầu, cầu trưởng lão không phải kẻ ngốc, hắn quá nửa đã ý thức được một điểm này. Nhưng hắn đến nay chưa tổ chức hội nghị, chưa hướng tổng bộ báo cáo, nói rõ khí linh chưa nói cho hắn. Cậu thế này tương đương chưa nói, được rồi, coi như là một cái phương hướng. Linh Quân oán giận nói. Lúc này, Trương Nguyên Thanh im lặng không lên tiếng đi về phía tủ rượu, làm bộ muốn rót rượu, lấy cái này tránh đi tầm mắt Phó Thanh Dương có thể nhìn về phía mình. Hắn đã nghĩ được biện pháp một lần nữa tiến vào vườn bách thú, ngụy trang thành Trương Tử Chân, từ chỗ khí linh lừa lấy tình báo. Nhưng thân thế là bí mật cực kỳ quan trọng của hắn, không thể bị bất luận kẻ nào biết, mà Phó Thanh Dương quá sâu sắc. Trương Nguyên Thanh rót hai ly rượu whisky, khi quay về bên cạnh bàn, đã áp chế ý niệm tương quan vườn bách thú, Trương Tử Chân. Hắn vừa nhấp ngụm rượu, vừa thở dài nói, việc này tạm thời chưa có cửa đột phá, gác lại trước đi, tôi cần xử lý tình báo một chút. Đạo sư, anh sắp tới không nên đụng vào vụ này, chờ có đầu mối,
chúng ta lại liên lạc. Hắn buông chén rượu, lão đại, tôi trở về bầu bạn Quan Nhã tỷ, thuận tiện luyện âm thi linh phó biểu tỷ cho tôi, đêm nay hành động ngay. Phó Thanh Dương gật đầu, trước khi trời tối, tôi sẽ sắp xếp xong tài liệu cho cậu. Trương Nguyên Thanh cúi đầu vái ngay, đa tạ lão đại, sau đó hóa thành ánh sao tiêu tán. Lòng bàn tay Phó Thanh Dương nâng ly rượu, trầm mặc vài giây, ánh mắt dừng ở trên ly rượu Trương Nguyên Thanh chỉ nhấp một ngụm, ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên thâm thúy. Cậu chỉ uống coca, ngu xuẩn. Trương Nguyên Thanh tâm sự nặng nề trở lại biệt thự, trong nhà ăn, các đội viên tiểu đội tuần tra đang ngồi ở bên cạnh bàn hưởng dụng bữa tối. Hương vị nguyên liệu nấu ăn cao cấp tản mát ra ùa vào xoang mũi, quanh quẩn nhũ lưỡi. Hắn đã một ngày chưa ăn bỗng cảm thấy đói bụng, liền lập tức đi về phía bàn ăn, vừa ngồi xuống, em gái Tai Thỏ đã xới cơm cho hắn. Trương Nguyên Thanh bưng bát, ăn như hổi đói. Thức ăn của tiểu đội tuần tra là tiêu chuẩn của Phó Thanh Dương, nguyên liệu nấu ăn trực tiếp lấy từ bên kia. Tiền ăn các đội viên một tháng ăn hết, thậm chí so với tiền lương của bọn họ còn cao hơn. Sau khi lùa mấy miếng cơm, Trương Nguyên Thanh liếc nhìn đường cong mông Tạ Linh Hy bất chi bất giác đầy đặn lên, giật mình, nói, Linh Hy à, gần đây béo rồi. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1767, lại tới vườn bách thú 2. Khuôn mặt nhỏ của Tạ Linh Hy vui vẻ, vội buông đũa, nhẹ nhàng ưỡn lên bộ ngực càng thêm no đủ, nói, có sao, nơi nào béo. Nguyên Thủy ca ca anh mau nhìn xem, em nơi nào béo, cố gắng ưỡn ngực. Lông mày Quan Nhã giật giật, thầm nhủ con bé chết tiệt đây là hoàn toàn không đặt mình người bạn gái chính quy này vào mắt nha, công khai câu dẫn người đàn ông của mình. Nơi nào cũng béo. Trương Nguyên Thanh hơi tạm dừng ở ngực Tạ Linh Hy, vui mừng với sự phát triển của cô bé. Lúc mới gặp bé trà xanh là em gái dễ thương cấp A, tương lai có một ngày, có thể trở thành Quan Nhã loại cường giả cấp E này, cũng coi như hắn một tay nuôi lớn. Phải chú ý dáng người nha Linh Hy, gần đây có phải lơ là tu hành hay không? Trương Nguyên Thanh phê bình một câu, sau đó tiến vào đề tài chính, vì để dáng người của em bảo trì yểu điệu, anh đã chuẩn bị nhiệm vụ thí luyện cho ba người. Nghe vậy, Nữ Vương và Lý Thuần Phong đều nhìn lại. Đêm nay chuẩn bị một phen, vào phó bản bang phái. Phó bản bang phái. Tạ Linh Hy nhất thời hưng phấn hẳn lên. Đúng vậy, em gia nhập người chết trở về rất lâu rồi, cũng còn chưa vào phó bản bang phái đâu. Nguyên Thủy ca ca, người ta nhất định sẽ cố gắng khai hoang cho bang phái. Đội trưởng, tôi cũng sẽ cố gắng khai hoang. Nữ Vương vội đi theo bày tỏ lòng trung thành, sau đó mới nhớ tới mình không phải thành viên người chết trở về, nhưng tôi còn chưa gia nhập bang phái đâu. Tôi cũng không phải, Lý Thuần Phong nói. Trương Nguyên Thanh buông đũa, mở ra kho hàng bang phái, bây giờ liền mời mọi người. Ồ, Quan Nhã, em cũng gia nhập bang phái của anh đi, hai vợ chồng chúng ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Tạ Linh Hy cùng Nữ Vương ăn ý bĩu môi. Rất nhanh, bốn người đều thu được tiếng linh cảnh nhắc nhở. Quan Nhã sau khi nhấn xác nhận, mở ra danh sách thành viên. Tiểu Viên, Rio Asano, Tạ Linh Hy, Tôn Miểu Miểu. Tỷ lệ thành viên nữ có chút nhiều. Quan Nhã tiếu lý tàng đao liếc bạn trai một cái, giọng điệu dịu dàng, trước kia chưa chú ý bang phái của anh, bây giờ mới phát hiện anh đã lặng lẽ mở hậu cung rồi. Đàn bà một khi ghen liền giọng điệu kỳ quái. Trương Nguyên Thanh biết rõ nếu mình cũng giọng điệu kỳ quái, đêm nay cũng đừng nghĩ lên giường nữa, liền giữ im lặng. Nữ Vương cùng Lý Thuần Phong lại kinh ngạc một phen, ID linh cảnh trong danh sách thành viên, trừ Tiểu Viên cùng Rio Asano, ai cũng như sấm bên tai, đều là nhân vật đỉnh cấp một thế hệ trẻ tuổi của Quan Phương. Những người này vậy mà cam tâm tình nguyện trở thành cấp dưới của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chờ vượt qua ba cái phó bản siêu phàm, lại kéo anh gà đỏ vào, mở ra phó bản thánh giả. Trương Nguyên Thanh nhấn cửa sổ hơi co lại góc trên bên phải kho hàng, ở trong các mục lựa chọn bắn ra, nhấn mở phó bản bang phái. Phó bản bang phái cùng một nhịp thở với trình độ thành viên, tinh anh trong thành viên càng nhiều, độ khó phó bản bang phái càng cao. Nhưng tiềm lực cũng càng lớn. Trương Nguyên Thanh rất chờ mong phó bản đầu tiên của bang phái là cấp bậc độ khó nào. Tinh. Kích hoạt linh cảnh bang phái hay không? Kích hoạt. Tinh. Linh cảnh bang phái kích hoạt. Linh cảnh đang sinh thành. Xin đợi. Tinh.
Linh Cảnh Bang phái sinh thành xong. Mã số 2209, khách sạn Đông Tình. Cấp bậc độ khó A. Loại hình, nhiều người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến, giải quyết sự kiện quỷ dị trong khách sạn. Ghi chú, vật phẩm không thuộc linh cảnh không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 2209, khách sạn Đông Tinh là một khách sạn cực kỳ nổi tiếng, truyền thuyết, một gian phòng khách cuối cùng tầng thứ 6 khách sạn không thể ở. Đèn hành lang tầng thứ 7 mỗi lần đến 12 giờ liền lóe ra ánh sáng màu máu, 3 giờ sáng sẽ có nhân viên phục vụ không có gõ cửa. Phòng số 408 vách tường tràn ngập mùi thối, bà lão mặt mèo bồi hồi trong hành lang, 11 giờ đêm hành lang sẽ biến thành mê cung, ban đêm tivi luôn không thể tắt. Trong gương của nhà vệ sinh sẽ luôn xuất hiện dấu tay máu, quản lý viên khách sạn gần đây đang dán báo cáo xin giúp đỡ, hy vọng có ai có thể hỗ trợ xử lý sự kiện quỷ dị của khách sạn. Tin tức phó bản rất nhanh đồng bộ cho các thành viên bang phái. Cấp A, loại tử vong. Vẻ mặt ba người bọn Tạ Linh Hy nhất thời đọng lại ở trên mặt. Chậc, phó bản loại tử vong cấp A, hành giả siêu phàm trong bang phái đều là cấp 3, như vậy cấp bậc phó bản đối ứng cũng là cấp 3. Trong đầu Trương Nguyên Thanh ngay lập tức đối chiếu là Trấn Âm Dương cùng Thôn Thất Ngữ. Cũng không tệ, dựa theo xu thế này, giai đoạn thánh giả có thể sẽ xuất hiện phó bản cấp S. Bé trà xanh sợ đầu tiên, khuôn mặt nhỏ như mếu, Nguyên Thủy ca ca, bây giờ rút khỏi bang phái còn kịp không? Nữ vương Hoa Dung thất sắc, ngập ngừng nói, đội trưởng, tôi cảm thấy khai hoang không thích hợp tôi, có lẽ tôi còn có tác dụng khác, thứ quan nhã có thể làm cho cậu, tôi cũng có thể. Lý Thuần Phong đờ đẫn nói, tôi chỉ là một học sĩ. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1768, lại tới vườn bách thú 3. Độ khó quả thật có chút lớn, bổn ý của mình là để bọn họ rèn luyện, nhưng nếu tử vong tỷ lệ quá cao, quả thật mất nhiều hơn được, phải nghĩ cách đề cao tỷ lệ sinh tồn, cùng với trấn an bọn họ. Trương Nguyên Thanh vốn định nói chút lời khích lệ sĩ khí, nhưng nghĩ một chút cảnh ngộ của mình lúc trước ở Trấn Âm Dương cùng Thôn Thất Ngữ. Lại nhìn tin tức của phó bản bang phái, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy quá phận. Đang suy tư trấn an đội viên như thế nào, chợt nghe tiếng vang khẽ bốp, đây là tiếng đũa vỗ nhẹ lên mặt bàn phát ra. Quan Nhã thẳng lưng lên, nhíu lại chân mày vẽ tinh xảo, vừa dài vừa thẳng, cau mày nhìn quét các đội viên. Tạ Linh Hy cùng nữ vương một khắc trước còn vẻ mặt suy sụp, yên lặng thẳng lưng lên, sắc mặt đoan chính. Lý Thuần Phong đẩy dày mắt kính, tư thế ngồi thẳng tắp. Quan Nhã nói, trên người các người đều có đạo cụ phẩm chất thánh giả, vẻn vẹn phó bản siêu phàm đã sợ thành như vậy. Cô nhìn về phía nữ vương trước, lúc ở Thôn Thất Ngữ, cô là cấp 3 12% giá trị kinh nghiệm, bây giờ cô là cấp 3 hậu kỳ 80% giá trị kinh nghiệm, tiếp cận 70% giá trị kinh nghiệm, thực lực chân thật của cô ít nhất tăng gấp đôi. Cái này cũng chưa tính đạo cụ phẩm chất thánh giả Nguyên Thủy tặng cho cô, phó bản cấp A đối với cô mà nói là có nguy hiểm, nhưng không phải nhất định chết. Nữ vương cô có phải sống quá an nhàn rồi hay không? Vừa gặp được nguy cơ liền lùi bước, chỉ bằng cô như vậy, làm sao xứng tranh Nguyên Thủy với tôi? Cô lại nhìn về phía Tạ Linh Hy, em là dòng chính Tạ gia, gia tộc chờ mong đối với em không phải tốt, mà là ưu tú. Ở trong linh cảnh thế gia, tiêu chuẩn cân nhắc có phải hậu nhân ưu tú hay không, chính là xem chiến tích phó bản cấp A. Lý Thuần Phong, Nguyên Thủy mời chào anh tới đây, để anh từ tán tu đến biên chế, là ôm sự chờ mong đối với anh. Quan Phương rất ít nghề nghiệp ngoài ngũ hành, học sĩ là điểm cộng rất lớn, nếu anh có thể tấn thăng thánh giả. Quan Phương khẳng định sẽ bồi dưỡng anh, đề bạt anh, không muốn trở thành một vị chấp sự tay nắm thực quyền sao. Ba vị thành viên cúi đầu, lâm vào trầm mặc. Trương Nguyên Thanh có chút kinh ngạc nhìn Quan Nhã, giờ khắc này, hắn từ trên khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng của bạn gái thấy được bóng dáng Phó Thanh Dương hoặc là Phó Thanh Huyên. Cái này đại khái là khí chất riêng của thám báo, lãnh tụ trời sinh, khí chất thống ngự cấp dưới. Thám báo đối ứng lực lượng kim loại trong ngũ hành, bạch hổ thuộc kim, nắm giữ sát phạt, mỗi một vị thám báo đẳng cấp cao đều là lãnh tụ trời sinh, đặt ở cổ đại chính là thiên mệnh tướng tinh. Không biết bắt đầu từ khi nào, Quan Nhã đã là lãnh tụ trong đội ngũ. Lý Thuần Phong dám nói giỡn với hắn,
Tạ Linh Hy dám làm nũng làm ngáo ổ với hắn, nữ vương dám sắc dụ hắn, nhưng bọn họ ở trước mặt Quan Nhã, liền giống như lính đầu to thấy tướng quân. Mặt khác, Trương Nguyên Thanh còn chú ý tới các đội viên trầm mặc không phải bị ép bởi cường thế, mà là đang suy nghĩ, tự bơm hơi cho mình, làm công tác tư tưởng cho chính mình. Đây là một loại cách dùng khác của thuật quan sát, biết lòng người mới có thể đánh thẳng vào yếu hại. Chấp niệm của nữ vương đối với hắn cầu mà không được, Linh Hy tình trạng xấu hổ làm độc đinh gia chủ nhất mạch lại quá mức tầm thường. Khát vọng của Lý Thuần Phong từ tán tu đến biên chế ngày càng tăng vọt. Quan Nhã nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu, chọc lại là chúng tâm khảm bọn họ. Tôi sẽ bảo Nguyên Thủy chuẩn bị vài món đạo cụ hoặc phù lục nghề nghiệp thần dã du, dùng để khắc chế âm vật. Quan Nhã nói, còn có vấn đề không? Ba người bọn Tạ Linh Hy lúc này mới như chút được gánh nặng, gật gật đầu. Quan Nhã một lần nữa cầm đũa lên, ăn cơm. Trong phòng ngủ rộng rãi, Trương Nguyên Thanh ngồi ở bên bàn, cầm ngọn bút chấm nước chu sa, vẽ ra từng lá bùa giấy vàng. Quan Nhã tắm rửa xong đứng ở bên cạnh bàn, dùng một cái khăn lông khô lau mái tóc hơi xoăn. Cô mặc áo ngủ tơ lụa, cả người phát ra mùi thơm sữa tắm, câu dẫn Trương Nguyên Thanh muốn buông bút lông làm chó liếm. Ai, đội ngũ anh dựng lên, đột nhiên bị em xoán vị, làm không tệ nha. Trương Nguyên Thanh ánh mắt không rời phù lục, tô tô vẽ vẽ trên bùa giấy vàng. Quan Nhã cười mỉm nói, anh làm cũng không tệ mà. Trương Nguyên Thanh hậm hực nói, em tốt nhất nói là công tác. Đạo cụ nghề nghiệp thần dạ du là không có, nhưng những lá bùa này vậy là đủ rồi. Hắn vẽ xong một lá bùa cuối cùng, thổi khô nét mực, nói, sau đó lại đưa con trai bảo bối đi cùng, hẳn là 10 phần nắm chắc 9 rồi. Con trai bảo bối là chỉ Tiểu Đậu Bỉ. Tiểu Đậu Bỉ bây giờ là trình độ đỉnh phong giai đoạn siêu phàm, tuy kỹ năng trung tâm là trao đổi cùng tầm bảo, nhưng thân là anh linh, bản năng cùng năng lực chiến đấu của oán linh mọi thứ không thiếu. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 1769, lại tới vườn bách thú 4. Phù, hắn phun ra một ngụm thái âm lực, Tiểu Đậu Bỉ lăn trên mặt bàn. Con trai, buổi tối đi làm nhiệm vụ, theo hai dì vào phó bản. Trương Nguyên Thanh xoa cái đầu quả dưa tóc máu thưa thớt của anh linh. Tiểu Đậu Bỉ a ba một tiếng, mở đôi mắt to ngây thơ vô tả, một bộ dáng ngây thơ vô tri, nghe không hiểu tiếng người. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ, nói, sau khi trở về, cho con chơi máy chơi game 3 ngày. Tiểu Đậu Bỉ vừa nghe, ý chí chiến đấu sục sôi giơ bàn tay nhỏ dùng sức vỗ mặt bàn, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang a ba một tiếng. Lúc này lại nghe hiểu tiếng người rồi. Quan Nhã chậc chậc hai tiếng, người thế nào nuôi linh phó thế đó, thằng nhỏ này tính tình giống y hệt Nguyên Thủy. Tạ Linh Hy, nữ vương và Lý Thuần Phong ngồi ngay ngắn ở trên sofa phòng khách, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thời gian đến 10 giờ tối, ba người thấy một sấp bùa giấy vàng phiêu phiêu đãng đãng từ cầu thang đi xuống, lại phiêu phiêu đãng đãng tới trên bàn trà. Tạ Linh Hy cầm lên một sấp bùa giấy vàng thật dày, từ trong đó rút ra một tấm, đây là âm nhãn phủ. Cô nói xong, lấy linh lực điểm hỏa lá bùa, ánh lửa sáng ngời nhảy lên, một luồng khí âm hàn ùa vào bàn tay cầm lá bùa, tiếp đó chiếm cứ hai mắt. Trong mắt mát lạnh một phen, ngay sau đó, cô đã nhìn thấy anh linh bỏ trên bàn trà. Nữ vương cùng Lý Thuần Phong thì mang các loại lá bùa chia đều thành ba phần, bọn họ sớm thông qua tin tức Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi ở trong group. Nhớ kỹ công năng sử dụng, thời gian duy trì, phương pháp mở ra, cùng với hình ảnh đối ứng linh lục của các loại lá bùa. Tinh, điện thoại di động của ba người đồng thời vang lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi, đến tin nhắn, chuẩn bị, 3 giây sau mở ra phó bản bang phái. Bọn họ nhanh chóng thu hồi lá bùa, Tạ Linh Hy ôm Tiểu Đậu Bỉ vào trong lòng, bên tai đúng lúc truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Tinh, bản đồ linh cảnh mở ra xong, hoan nghênh tới linh cảnh bang phái người chết trở về, khách sạn Đông Tinh, đánh số 2209. Đi đây. Trương Nguyên Thanh cảm ứng được liên hệ của mình cùng Tiểu Đậu Bỉ gián đoạn, phó bản giai đoạn siêu phàm sẽ không vượt qua 24 giờ, buổi tối ngày mai bọn họ có thể trở về. Quan Nhã ừm một tiếng, xoay người trên giường, ngủ đi. Anh buổi tối phải ra ngoài một chuyến, làm chính sự, Trương Nguyên Thanh nói. Quan Nhã vừa trèo lên giường giọng điệu đột nhiên chuyển sang lạnh lùng, ồ, lúc đi nhớ tắt đèn.
kéo chăn điều hòa, nghiêng người, dùng cái gáy hướng về hắn. Trương Nguyên Thanh nhìn đồng hồ điện tử một lần, yên lặng cởi áo ngoài, đi về phía giường đôi. Ồ, anh không phải muốn ra ngoài làm chính sự sao? Quan Nhã lật người, dùng đầu gối tì vào ngực hắn, không cho hắn lên giường. Bầu bạn em mới là chính sự. Trương Nguyên Thanh ứng đối tự nhiên. Quan Nhã xì một tiếng, hai đầu gối gắt gao tì vào ngực, cười mỉm nói, được nha, làm đi, tư thế này luôn. Cái này không được, anh ngoài tầm tay với, em mở đầu gối ra. Vậy anh đáp ứng em một sự kiện. Quan Nhã nhân cơ hội đưa ra điều kiện, anh để Tiểu Viên rời khỏi bang phái. Cô gái này nha, ở sau khi xác định quan hệ yêu nhau, luôn có thể vô sự tự thông dùng hai thứ áp chế đàn ông, một là thân thể, hai là con cái. Em đợi một chút, anh gọi điện cho Linh Quân. Trong đôi mắt đẹp ngập nước của Quan Nhã hiện lên khó hiểu, vì sao phải gọi cho hắn. Thỉnh giáo một phen loại thời điểm này nên nói lời ngon tiếng ngọt như thế nào. Cút, được, lăn. Vài phút sau, bọn họ bắt đầu lăn trên giường, giường phát ra tiếng kẽo kẹt có tiết tấu. 2 giờ sáng, vườn bách thú vùng ngoại thành. Trên đường, phố vùng ngoại thành trống trải tịch liêu, một bóng người mặc quần áo thể thao có mũ, đội khẩu trang, ở dưới đèn đường vàng úa chiếu, chậm rãi tới gần vườn bách thú. Vườn bách thú vừa đến đêm sẽ đuổi nhân viên công tác đi, chỉ có một vị quản lý viên là cẩu trưởng lão trông coi. Cẩu trưởng lão bình thường sẽ không ở ngoại vi của vườn. Bóng người này tới trước cổng sắt đóng chặt, nhẹ nhàng trèo qua cánh cổng như bụi gai sắt thép, tới trong vườn bách thú. Hắn chưa xâm nhập khu vườn, mà là đứng ở dưới quầng sáng của một ngọn đèn đường. Đây là một âm thi, nguyên soái từ trong quỷ thành thay hắn cướp đoạt được. Loại thời điểm này, tác dụng của vật hy sinh liền thể hiện ra. Trương Nguyên Thanh nắm giữ âm thi này, tính dùng nó để câu thông khí linh. Khí linh nhận lầm hắn là phụ thân Trương Tử Chân, hoặc là quan hệ huyết thống hoặc là linh hồn. Nếu là thứ sau, hắn bây giờ chủ đạo âm thi, hẳn là có thể dẫn khí linh ra. Nếu không được, trái lại nghiệm chứng huyết thống cái suy đoán này. Chẳng qua Trương Nguyên Thanh vẫn như cũ sẽ không tự mình xuất hiện, hắn sẽ nhẹ nhàng đọc ra tên Trương Tử Chân. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hơn 10 phút sau, khí linh cũng chưa xuất hiện, loại cảm giác bị nhìn trộm kia cũng chưa buông xuống. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1770, Cố Nhân Cùng Chuyện Xưa 1. Xem ra chỉ có phóng đại chiêu rồi. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm tối đen, thấp giọng nói, Trương Tử Chân. Vừa dứt lời, trong vườn bách thú cuồng phong gào thét, thực vật xung quanh cuồng loạn lay động, vang lên xào xạc, tựa như quỷ ảnh. Một tầm mắt từ trong trời đêm buông xuống, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Cuồng phong gào thét, cuốn lên lá rụng cùng cho bụi đầy trời, thực vật phập phồng như sóng, toàn bộ vườn bách thú giống như sống lại. Ở trong cảnh tượng dọa người này, Trương Nguyên Thanh lại một lần nữa cảm ứng được nhìn chăm chú, cái nhìn chăm chú đáng sợ đến từ trong cõi nào đó. Mà khác với lần trước, lần này khí linh ném đến cái nhìn chăm chú ẩn chứa lửa giận ngập trời. Tựa như thần linh bị người phàm chạm vào vảy ngược, dị tượng cuồng phong gào thét chính là chứng minh vị thần linh này phẫn nộ. Một cơn lạnh lẽo, hồi hộp khó có thể diễn tả bằng lời nảy lên trong lòng, Trương Nguyên Thanh dần sinh ra cảm giác khẩn trương tay không trực diện mãnh thú. Lông trên mu bàn tay dựng thẳng từng sợi, adrenaline điên cuồng tiết ra, cơ chân, lưng lặng lẽ căng lên. Thân thể đang làm ra phản ứng đáp lại kích thích kịch liệt, tự động điều chỉnh đến trạng thái chiến đấu tốt nhất. Không ổn, phản ứng có chút lớn nha. Trương Nguyên Thanh cảm giác được rõ ràng, nhiệt độ không khí xung quanh bắt đầu hạ xuống, trong bóng đêm giống như có vô số đôi mắt đang nhìn trộm, bóng đêm nhuộm lên một tầng khí tức nguy hiểm. Một khắc đó hô lên Trương Tử Chân. Hắn đã xúc phạm quy tắc. Suy nghĩ trong đầu Trương Nguyên Thanh xoay chuyển nhanh chóng, tuy ý nghĩa tồn tại của âm thi chính là làm vật hy sinh. Nhưng hắn đến vườn bách thú là lấy tín tức, không phải ngàn dặm tặng âm thi, phải lập tức bổ cứu. Rất nhanh hắn nghĩ ra biện pháp, thấp giọng nói, ta là con trai của Trương Tử Chân, ta là con trai của Trương Tử Chân. Theo tiếng lẩm bẩm như nói mê, cuồng phong gào thét dừng lại, con mắt nhìn trộm trong bóng đêm nhanh chóng biến mất. Bóng đêm nặng nề, bốn phía yên tĩnh, mọi thứ vừa rồi giống như chưa xảy ra. Quả nhiên hữu dụng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh khẽ buông lỏng, khí linh là có ý thức của mình,
là tồn tại lý trí có thể câu thông. Như vậy, chỉ cần nói ra thân phận của mình, nó nhất định sẽ nghe thấy. Về phần vì sao không dối xưng hắn là Trương Tử Chân, một mặt là thông qua vừa rồi thực nghiệm, khí linh tựa như là thông qua huyết mạch để phán đoán thân phận, âm thi không phải bản thể, khó có thể ngụy trang. Một mặt khác là, quan hệ của lão cha cùng khí linh rõ ràng không bình thường. Ở trước mặt khí linh ngụy trang thành Trương Tử Chân rất dễ dàng bị nhìn thấu, đến lúc đó sẽ chọc giận khí linh, đi ngược lại mục đích tới đây. Cậu là con nối dõi của hắn. Một thanh âm trong sự trong trẻo mang theo nét trẻ con truyền đến, giống thiếu nữ cao ngạo lạnh lùng. Trương Nguyên Thanh theo tiếng nhìn xung quanh, rốt cuộc ở trong lùm cây sau người, đã tìm được một con thỏ nhỏ mắt đỏ. Nó xuyên thấu qua khe hở bụi cây, cẩn thận mà tò mò, lạnh như băng mà không vui đánh giá mình. Khí linh nhập lên trên thân con thỏ, có chút dễ thương, nghe thanh âm, hình thái ý thức của khí linh là thiếu nữ. Trương Nguyên Thanh thử nói, ngài, chính là khí linh của động. Khu vườn này, cậu là con nối dõi của hắn. Con thỏ nhỏ quật cường hỏi một lần nữa. Đúng vậy, Trương Tử Chân là cha tôi. Trương Nguyên Thanh đưa ra câu trả lời rõ ràng. Con thỏ nhỏ lặng lẽ nhìn hắn, tựa như đang cân nhắc độ chân thật. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ, nói, lần trước tôi từng tới nơi này, cô nhận lầm tôi thành ông ấy. Việc này chỉ có hắn cùng khí linh hắn biết. Là cậu, tôi nhớ ra rồi. Con thỏ nhỏ mấp máy cái miệng trẻ làm ba, thái độ xuất hiện dịu đi rõ ràng. Cậu là thần dạ du kia, con nối dõi của hắn quả thật hẳn là thần dạ du. Trương Tử Chân đâu? Hắn ở nơi nào? Giọng điệu cũng chuyển biến tốt rồi. Mình nếu nói người cũng đã trở về linh cảnh mười mấy năm rồi, nó có thể bùng tổ ngay tại chỗ hay không? Trương Nguyên Thanh quyết định vững vàng chút, lắc đầu nói, tôi không biết, ở lúc tôi còn rất nhỏ ông ấy đã rời khỏi, nói là đi làm một việc lớn, không còn trở về. Đây là cái cớ hắn căn cứ trong chuồng khỉ, Trương Tử Chân cùng cậu trưởng lão đối thoại cải biên mà ra, phù hợp nhận thức của khí linh. Cậu cũng không biết hắn ở đâu. Môi con thỏ nhỏ khẽ mấp máy, thanh âm trong sự trong trẻo lộ ra thất vọng, giọng điệu chuyển sang lạnh lùng, cậu tới nơi này làm gì? Muốn lấy danh nghĩa Trương Tử Chân lấy được sự tín nhiệm của tôi, sau đó từ trong tay tiểu cẩu cướp tôi đi sao? Cậu tuy là con nối dõi của hắn, nhưng với tôi mà nói, cái này cũng không phải điểm cộng, trái lại, người mẹ kia của cậu khiến tôi cực kỳ không vui. Cô biết mẹ tôi? Trương Nguyên Thanh giật mình. Không biết, nhưng tôi biết nhân loại sẽ chỉ sinh con với đồng loại thân cận nhất, cho nên tôi không vui. Con thỏ nhỏ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Các bạn vừa nghe xong tập 177 của bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.